Mới thông báo mang bầu lần 2, Lê Phương lộ dấu hiệu mặt sưng xuống sắc, giật mình. Vẫn đang thời kỳ bị ngén, Lê Phương không ăn uống được gì, càng khiến gương mặt tiều tụy hơn. Sau một năm kết hôn với chồng trẻ, Lê Phương mới đây đã thông báo tin vui tới người hâm mộ. Mình đã mang bầu bé thứ hai. Đây quả là niềm vui, niềm hạnh phúc của Lê Phương sau những tháng ngày buồn khổ trong quá khứ vì chồng cũ. Người chồng mới hết sức yêu thương Lê Phương và bé cà pháo con riêng của cô. Hiện tại đã có thêm thành viên mới, Lê Phương không giấu được niềm vui mừng. Mang bầu mặt mũi tròn vo nhưng Lê Phương vẫn rất hạnh phúc. Lê Phương chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình, gương mặt cô đã bắt đầu sưng, mũi cũng nở to hơn. Có lẽ đang trong thời kỳ thai nghén nên Lê Phương không ăn uống được mấy. Các fan hâm mộ đều chúc mừng Lê Phương và ngưỡng mộ tổ ấm của cô. Trước đó, một số hình ảnh Lê Phương tụ họp với dàn diễn viên gạo nếp gạo tẻ đã thấy sự tăng cân rõ rệt. Mặt nữ diễn viên tròn hơn trước. Tại một sự kiện, Lê Phương bị phát hiện vòng hai phát tướng. Nhiều người cho rằng cô đang mang bầu và đúng như sự thật. Chỉ vài ngày sau, nữ diễn viên đã tiết lộ sự thật. Khoảnh khắc cha nào con nấy của Lương Thế Thành và Quý Tử khiến sao Việt phát cuồng. Anh cũng thừa nhận mình liên tục bị vợ trách móc vì hầu hết thời gian đều dành cho thành viên mới của gia đình mà không bên cạnh cô nhiều như trước đây. Từ trước đến nay, vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Họ luôn khiến mọi người cảm nhận được tình cảm mặn nồng của cả hai dành cho nhau, kể lúc yêu cho đến lúc kết hôn. Bên cạnh đó, cặp đôi này còn hot hơn bao giờ hết kể từ lúc cậu Quý Tử đầu lòng chào đời. Việc có thêm thành viên mới khiến cho hình mẫu tổ ấm này ngày càng hoàn hảo hơn trong mắt người hâm mộ. Nữ diễn viên khiến bao cô gái phải ghen tị khi gặp người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, yêu thương và săn sóc hai mẹ con kỹ lưỡng. Thậm chí anh còn chấp nhận người khác cho rằng mình sợ vợ. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nam diễn viên vừa chia sẻ những khung ảnh đời thường của hai cha con tại nhà riêng. Anh hào hứng khen cậu Quý Tử. Tình yêu bự nhất quả đức của ba, đi làm thì thôi, rảnh là tranh thủ về chơi với ảnh liền. Càng lớn càng đẹp trai giống ba nó quá mợi. Con trai của Lương Thế Thành và Thúy Diễm giờ đây cũng là một trong những em bé hot nhất nhì cộng đồng mạng. Bé Bảo Bảo khá thích chơi đùa với ba. Trên trang cá nhân, hai cha con thường xuyên có những khoảnh khắc cực đáng yêu và đây sẽ là những kỷ niệm đẹp đi theo năm tháng. Nhiều người còn trêu ghẹo Thúy Diễm đẻ thuê vì con trai càng lớn lại càng giống ông xã như đúc. Đến cả các nghệ sĩ trong showbiz Việt cũng không thể kìm lòng trước độ đáng yêu của cậu bé. Trương Quỳnh Anh cho nựng ké chút đê, ghét quá à. Lê Giang cưng quá hả em. Hùng Thuận cưng quá cho nựng ba con một cái. Lê Tam Triều Dân trời ơi cưng quá đi huynh ơi. Từ lúc sinh con, cô thường xuyên trách móc ông xã vì thời gian của anh ngoài công việc đều dành hết cho con trai. Anh mê mẩn cậu bé đến mức bỏ vợ sang một bên, nên cũng có những lần nữ diễn viên không trách khỏi được cảm giác tủi thân. Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, nhất nhì showbiz Việt. Đặc biệt cách mà nam diễn viên lo lắng, dành hết thời gian cho vợ con đã khiến nhiều người ganh tị. Và những kiểu gia đình như thế này có lẽ cần xuất hiện nhiều hơn để lan tỏa những điều tích cực đến khán giả. Sau hơn một năm ngày cưới, Lê Dương Bảo Lâm hiếm hoi khoe con gái và vợ, không thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân với khán giả. Vì thế, đây cũng được xem là một trong số ít lần anh khoe tổ ấm của mình. Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt đã khá quen thuộc với khán giả truyền hình, yêu mến lĩnh vực hài. Anh từng đăng quang ngôi vị quán quân Cười Xuyên Việt 2015, gây sự chú ý với mọi người bởi những mảng miếng hài hước khi tham gia vào các chương trình truyền hình. Vào khoảng tháng 4, 2017, Lê Dương Bảo Lâm làm mọi người ngỡ ngàng khi tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại Đồng Nai. Trước đó, hầu như không xuất hiện bất cứ thông tin nào liên quan đến việc anh chuẩn bị đám cưới. Được biết, cặp đôi đã có thời gian tìm hiểu nhau tương đối dài trước khi tiến đến hôn nhân. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tên là Quỳnh Anh, là người cùng quê với nam diễn viên và cô không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Quỳnh Anh sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ và xinh đẹp hút hồn người đối diện. Sau đám cưới, sự nghiệp của anh ngày càng phát triển hơn, thánh livestream xuất hiện trong rất nhiều chương trình, game show và đặc biệt là sở hữu được một lượng tương tác cực tốt trên trang cá nhân mỗi khi quảng cáo sản phẩm. Mới đây nhất, cũng trong một livestream bán hàng, nhiều khán giả bất ngờ khi có thêm sự xuất hiện của bà xã Quỳnh Anh và bé Nhi, con gái đầu lòng của cả hai.
Khi vừa thấy Khải Như đang theo dõi livestream của mình, Lê Dương Bảo Lâm lập tức bế con gái để lầy lội đòi quà từ nữ diễn viên. Anh trêu ghẹo rằng con gái cưng không có đầy đủ quần áo nên mong đồng nghiệp hãy mua quà từ Mỹ về tặng cho cục cưng của anh. Vợ của anh cũng xuất hiện để trò chuyện cùng chồng. Dù từng rơi vào nhiều nghi vấn về giới tính, nhưng anh và bà xã vẫn hạnh phúc bên nhau, đưa công việc ngày càng phát triển thuận lợi. Trước đó anh từng tiết lộ rằng mình hối hận vì không đối xử tốt với người phụ nữ bên cạnh mình. Khi bà xã rất chiều chuộng, chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng anh lại thường xuyên la mắng vợ. Đến hiện tại, khi nhìn lại những hành động của mình, thì nam diễn viên không tránh khỏi cảm giác hối hận. Dù không sở hữu gương mặt điển trai nhưng nam diễn viên lại là một gương mặt cực hot trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ các hoạt động công việc và hiếm bao giờ nhắc đến chuyện đời sống gia đình vợ con. Có lẽ anh cũng không muốn những người thân của mình vướng vào những lời bàn tán không hay từ cộng đồng mạng. Nhã Phương vừa sinh con gái, Lý Nhã Kỳ khui chuyện Trường Giang làm bố trên sóng truyền hình. Thông tin Nhã Phương vừa sinh em bé bị rò rỉ thì Lý Nhã Kỳ tiếp tục thay hai nhân vật chính tiết lộ Trường Giang sắp có con. Sau 3 tập được quan tâm nồng nhiệt, chương trình U2 gì thế này đã mạnh dạn thay đổi format của chương trình để tăng thêm những thí nghiệm khoa học và hàng thật vật giả. Chuyên mục ám hại rất nhiều hàm răng sứ của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ở tập này, Lý Nhã Kỳ, Chí Thiện, Xuân Nghị và Gia Gia Trương Nhi là bốn gương mặt khách mời cùng giải mã những bí mật cùng khán giả. Thế nhưng nội bộ giữa các nghệ sĩ ngay lập tức bị lục đục vì Trường Giang. Được các đồng nghiệp vô cùng ưu ái là Lý Nhã Kỳ, vừa xuất hiện nữ hoàng thảm đỏ đã được tất cả các nam nghệ sĩ hát tỏ tình, trừ Trường Giang. Không những thế, Lý Nhã Kỳ còn chứng minh đẳng cấp chị đại khi thay mặt đàn em trừng trị Trường Giang. Trong thử thách hàng giả vật thật, các nghệ sĩ bước vào nghi án trộm lông tráo phụng của một đám cưới vương giả. Giữa hàng loạt ngọc ngà châu báu, họ sẽ phải tìm ra đâu là vật phẩm giả làm từ kẹo. Là một doanh nhân, Lý Nhã Kỳ đòi bỏ cuộc vì tiền thưởng 8 triệu, không đủ kinh phí chỉnh sửa trang sức nếu cô gắng phải vật dụng thật. Sau đó, cô đã phải vận dụng kỹ năng nhìn ngắm trang sức của mình để tìm ra đâu là món hàng giả. Cũng trong thử thách này, Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ Trường Giang sắp có con và sẽ tặng anh một con heo vàng may mắn. Khi nghe bà chủ Kim Cương nói điều này, Mười Khó cười bối rối và không quên hỏi cái gì vậy. Được biết, theo một nguồn tin thân cận, Nhã Phương tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 1, đồng thời cho biết bà xã Trường Giang đã sinh con gái. Từ khi mang bầu đến nay, cả Trường Giang, Nhã Phương đều im lặng. Khán giả chỉ được biết qua xác nhận của ca sĩ Trung Quân và nhà sản xuất phim Trạng Quỳnh. Hiện tại, những thông tin hay hình ảnh về con gái đầu lòng của nữ diễn viên và Trường Giang được bảo mật tối đa. Phía cặp đôi cũng chưa lên tiếng hay chia sẻ thông tin này đến với khán giả. Hot boy Quốc Anh, Trường Giang sốt ruột khi tôi đóng cặp với Nhã Phương. Diễn viên kể bị lúng túng ở lần đầu đóng phim điện ảnh khiến đàn chị phải diễn đi diễn lại cùng anh. Quốc Anh tham gia vai Trạng Quỳnh trong phim, cùng tên do vợ chồng Đức Thịnh sản xuất. Sau 3 lần casting và vài cuộc tranh cãi giữa Đức Thịnh với Thanh Thúy, anh được giao vai chính ở lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Anh nói, tôi nghe nói chị Thúy không thích nét diễn của tôi, còn anh Thịnh thì ngược lại. Đạo diễn cho biết tính cách của tôi hợp với Trạng Quỳnh ở khoảng vui vẻ, chỉ thiếu sự nhanh nhạy và tự tin. Từ lúc casting đến bấm máy chưa đến một tuần nên tôi không kịp chuẩn bị, đạo diễn bảo gì làm nấy. Ban đầu người đóng cặp với anh là Chun Vũ, tuy nhiên nữ diễn viên ốm nên ekip đổi nhân vật do Nhã Phương thể hiện. Quốc Anh khá lo lắng về việc thay đổi nữ chính đột ngột, phải mất một tuần sau khi phim bấm máy, cả hai mới nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhã Phương và Trấn Thành đều nhận xét hot boy còn quá non nớt, vì vậy họ hứa nhiều đức diễn cho anh. Anh chỉ khuyên tôi thoải mái chứ đừng sợ bị lấn át, điều đó khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Tôi cũng cảm nhận anh chị hướng dẫn tôi nhiệt tình chứ không bỏ mặc mình. Hot boy kể lúc đó anh áp lực ở những ngày Trường Giang đến thăm Nhã Phương, có mặt chồng sắp cưới của bạn diễn. Ở vài đoạn tình cảm, Quốc Anh diễn không đạt khiến Nhã Phương phải chờ đợi. Anh Trường Giang hơi sốt ruột, có vẻ vì muốn bạn gái được nghỉ ngơi. Anh hỏi tôi sao diễn mãi không được vậy, cố lên, đừng để mọi người thất vọng. Tôi hơi buồn, dù anh nói cũng nhẹ nhàng thôi, cũng nhờ vậy tôi có động lực để cố gắng. Anh chia sẻ, hot boy tự nhận điểm yếu lớn nhất của anh là không nhớ được thoại, bị mọi người trong đoạn phim đặc biệt danh diễn viên 10 câu thoại. Trong phim, cứ đến đoạn nói nhiều, anh lại nhớ trước quên sau, Đức Thịnh phải soạn lại những câu thoại thật ngắn cho nam chính. Nhiều lần, anh phải xin đạo diễn cho mình 5 phút lấy bình tĩnh rồi diễn tiếp. Với đại cảnh Trạng Quỳnh lên triều,
dự thi vẽ, diễn viên phải quay khoảng 20 lần. Khi phim đóng máy, Quốc Anh có chút hối tiếc vì chưa có đủ cho vai diễn đầu tay. Hot Boy đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị khán giả chê diễn dở khi tác phẩm ra rạp. Tuy nhiên, anh tự an ủi, lần đầu ai cũng thế thôi, tôi sẽ cố gắng chứng tỏ trong các lần sau. Trần Quốc Anh năm nay 20 tuổi, người Hà Nội, đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm người mẫu ảnh năm 16-17 tuổi, sau đó lấn sang công việc diễn xuất. Năm 2018, anh gây chú ý với chiều cao nổi bật và khuôn mặt sáng. Khi đóng MV với Hòa Minzy, anh cũng tham gia casting The Face và được gọi vào đội Minh Hằng, nhưng sau đó phải xin rút vì thời gian tham gia chương trình bị trùng với lịch quay phim Trạng Quỳnh.